Theo Tổng cục Hải quan, năm 2017, tổng trị giá kim ngạch xuất khẩu giữa Việt Nam và nhóm G7 gồm Pháp, Đức, Anh, Ý, Nhật Bản, Hoa Kỳ và Canada đạt 113 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,5% so với năm trước và chiếm hơn 1/4 tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của cả nước. Ở chiều ngược lại, tổng giá trị hàng hóa nhập khẩu của Việt Nam có xuất xứ từ các nước thành viên G7 là 34,03 tỷ đô la Mỹ, tăng 12,3% và chiếm 16% tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Như vậy, trong hoạt động xuất nhập khẩu với nhóm G7 năm ngoái, Việt Nam có thặng dư thương mại hàng hóa lên đến 44,95 tỷ đô la Mỹ. Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan ghi nhận trong các năm qua, Việt Nam luôn xuất siêu sang Canada. Mức thặng dư thương mại này đã liên tục tăng trong giai đoạn từ năm 2011 đến năm 2016.